với buổi giao lưu của ngày hôm nay thì đã mang lại rất nhiều điều cho các em học sinh ở trường tiểu học và trung học cơ sở Nam Sơn. Điều đầu tiên thì các em có cơ hội được giao lưu học hỏi cũng như là giới thiệu các cái sản phẩm của địa phương cũng như là các cái trò chơi dân gian của người dân tộc Mường, ví dụ như là trò chơi đánh mảng, trò chơi kéo co, đẩy gậy cũng như là trò chơi đi cà kheo. Con rất thích chương trình ngày hôm nay vì đã được các thầy cô chú ở dự án Jinai và các bạn quốc đến thăm trường mình. Khi trồng cây, em thấy các bạn rất là chăm chỉ và dễ thương. Con cảm thấy rất vui khi được tham gia giao lưu cùng với các bạn ở Hàn Quốc. Và con rất muốn các bạn ở lại với chúng con để chơi với chúng con nhiều hơn ạ.그래가지고 다 좋았던 것 같아요. 저는 베트남 공연이랑 노래를 듣는 게 가장 인상 깊었습니다. 저 tình nguyện đã hỗ trợ chi phí cải tạo cơ sở vật chất trong nhà trường. Trong việc thăm vừa rồi, đoàn tình nguyện đã trực tiếp quan sát thấy cơ sở vật chất của nhà trường xuống cấp, hệ thống điện thiếu an toàn, thiết bị thư viện, thiếu sách, thiếu đồ dùng. Nhờ sự quyên tặng của đoàn tình nguyện, trong năm học vừa rồi, các em học sinh trong nhà trường đã được học trong một lớp học được sạch đẹp và an toàn hơn. Các bạn đã được sử dụng thiết bị với thư viện với nhiều thiết bị và sách đầu sách mới và hấp dẫn.